Các chế đọc thì đừng tiếc một like, một đăng ký để ủng hộ và theo dõi những tập mới khi ra nhé. Ta cũng không biết rõ đây là vật gì, là bởi vì ta không biết rõ mới cảm thấy có thể rất có giá trị, còn phải để lão nhân gia ngài xem qua một chút. Sao nhìn giống quả óc có mà thôi. Nhưng lại ta ra sóng pháp lực không phải trên đại thừa không phát giác được, cũng chính là nói ít nhất là tản tiên. Tiên hồn này rất yếu, nhưng không có nghĩa là không có uy hiếp, biết đâu được là còn có tai họa. Trước tiên vào trong xem thử thế nào. Khắp nơi đều tối tăm, không nhìn thấy nguồn sáng. Phân thân thần thức. Ngươi. Ngươi là ai vậy? Lời này phải để ta hỏi ngươi mới đúng. Nhìn bộ dạng này của ngươi, lai lịch nhất định là không tầm thường. Ta là chân long của thượng giới. Chân long. Mấy chục vạn năm trước, nhân gian phương này hỗn độn sơ khai, ta hạ phàm du lịch, muốn tìm kiếm cơ duyên. Trên lịch sử mỗi một triều đại sẽ có người tài năng xuất hiện, sáng tạo ra thứ mới. Xuất hiện không ít người mới trực tiếp đối diện với thiên mệnh, lúc đó mỗi ngày đều không lo ăn mặc. Bị tính kế thân tử đạo tiêu. May mà còn một ít tàn hồn trốn vào trong quả óc chó này, mới có thể sống thoi thóp. Tiểu tử, nếu như ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi. Tộc chân long của thượng giới, nếu như cứu hắn, nếu như sau này phi thăng thượng giới, cũng xem như là có thêm một đường lui rồi. Được, ta phải làm sao mới cứu được ngươi đây? Nhìn thấy cái lư hương kia không? Dùng cách thắp hương chuyển tiên lực. Ngươi, mỗi ngày ngươi đem tiên lực của ngươi bồi dưỡng cho linh hồn của ta, kiên trì bền bỉ, thì có thể cứu được ta. Cảm ơn. Không sai, chính là mùi vị này. Thuần túy thật. Sao không thấy nhắc nhở độ thiện cảm vậy? Lẽ nào là truyền gia vẫn chưa đủ? Người chế tạo sương mù, cộng thêm đầu hương kiểu phụ khí. Đổi cái này truyền lớn hơn một chút. Tại sao ngươi dừng lại rồi? Ngươi chờ ta một chút, con mẹ nhà ngươi, quát bố giật cả mình. Hệ thống nhắc nhở. Uyên Long sinh ra thù hận với ngươi, độ thù hận hiện tại là 2 sao. Hả, độ thù hận? Thái ất địa tiên trung kỳ. Uyên Hoàng Long, thù hận 2 sao, đến từ tộc chân long, tính tình xảo quyệt nhỏ nhen, từng tàn sát chúng sinh, đắc tội với Xích Vân Tiên. Bị Xích Vân Tiên tru sát, bởi vì bất mãn người gián đoạn nuôi dưỡng tàn hồn của hắn, sinh ra thù hận với ngươi, độ thù hận hiện tại là 2 sao. Tốt tốt tốt, hiếm khi muốn bố cục một chút, ngoại lực của thượng giới chi viện, thì gặp phải cái thứ vong ân phụ nghĩa, tàn sát chúng sinh này. Còn sững ra đó làm gì nữa, mau chóng đem tiên khí của ngươi cho ta. Làm người tốt thật là không dễ. Không thể giữ tên này lại được. Dù sao đã bị Xích Vân Tiên giết qua một lần, cho dù mình giết hắn rồi, tộc chân long cũng không tìm tới mình. Muốn tiên khí đúng không, cho ngươi thêm một chút đấy. Hừ, vậy thì đúng rồi. Dù sao ngươi cũng đã chết qua một lần, không ngại chết thêm lần nữa chứ. Nhưng ngươi có bố cục lớn hơn một chút. Hà tất gì phải rơi vào cảnh ngộ thê thảm như vậy. Ngươi nói đúng không? Lục đạo hấp hồn. Hửm. Tàn hồn của Hoàng Long biến mất rồi. Vậy mà ở đó, có chút thú vị. Hướng 12 giờ đi thôi. Ừm.
chả trách đoạt xá lại thịnh hành như vậy. Loại sức mạnh linh hồn này là bằng khổ tu của ta mấy trăm năm. Chỉ đáng tiếc sức mạnh ở bên ngoài từ đầu đến cuối đều là hậu họa, nhưng mà... Ánh mắt kiên định. Nếu như đầu sủi cảo có biểu hiện tốt, thì có thể cho hắn. Thần thức mạnh thật. Có thể im hơi lặng tiếng kéo mình vào ảo ảnh, thực lực của người này sợ là còn mạnh hơn mạnh bà một bậc. Là ngươi, tàn hồn diệt Hoàng Long. Sao lại là hắn chứ? Nhìn phản ứng này của ngươi đột nhiên không sợ hãi, sao thế, ngươi quen ta sao? Không, vãn bối chỉ là cảm thấy nếu như tiền bối thật sự muốn giết ta, không cố ý đem ta kéo vào ảo ảnh này, rồi đợi ta từ từ điều động tiên lực. Không biết hôm nay tiền bối đến đây là có chuyện gì, vãn bối nhất định biết gì nói nấy, không có ý che giấu. Không hổ danh là người giám đốc tội với thiên tướng, vào lúc lâm nguy không chút hỗn loạn, cũng xem như là có mấy phần gan dạ. Lão phu không phí lời nữa, hôm nay đến đây có một câu hỏi muốn ngươi trả lời. Mời tiền bối. Nếu như đã thành tựu tản tiên, tại sao lại còn chưa phi thăng? Việc này, hửm, có ẩn tình gì rất khó nói sao? Thật sự không giấu gì. Vãn bối đắc tội với Chu Tước, lại không cẩn thận xử lý người của thiên tướng, e là bọn họ đang còn ngồi đợi. Là như vậy sao? Nếu như ngươi bằng lòng gia nhập thiên đình làm thiên binh, ta có thể điều động sức mạnh thiên đạo, miễn trừ lôi kiếp, lặng lẽ đưa ngươi vào thượng giới. Lệnh thiên đạo. Còn về con Chu Tước mà ngươi đắc tội còn có thiên tướng kia, có ta bảo vệ cho ngươi, trong thiên đình, bọn họ không dám manh động. Làm thiên binh. Đầu tiên chúc mừng ngươi đã gia nhập khổ tu thành tiên sơn. Đương nhiên là sẽ không thiếu quà của người mới cho ngươi, bên trong bao gồm bàn chải đánh răng, đôi đũa, bao cao su, vân vân. Còn có một vật rất quan trọng, cần câu cá. Khổ tu thành tiên sơn chúc mừng đại đội không quân có thêm thành viên mới, còn có tuyệt học quan trọng, là đệ tử vào núi đều phải tu luyện, dù sao cũng là tượng trưng của khổ tu thành tiên sơn. Là tuyệt học gì vậy? Nè, tác giả Hàn Tuyệt, hướng dẫn nhập môn các loại biểu cảm của khuôn mặt. Ta có thể từ chối được không?